Hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 Thứ hai tuần bắt nhật phục sinh Trích sách tông đồ công vụ Trong ngày lễ ngũ tuần Pharaoh cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem Xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi Hỡi những người Israel xin hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em. Như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, người đã bị nộp và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi nhưng Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho người phục sinh. Vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chân David đã nói về người rằng, Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi. Vì người ở bên hữu tôi để tôi không nao núng. Vì thế lòng tôi hân hoa, miệng lưỡi tôi hát mừng Và xác tôi yên nghỉ trong niềm kể trong vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhân thánh Chúa. Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bảo dạng nói với anh em về tổ phụ David rằng Ngài đã ban hà, đã được an táng và lăng tẩm của Ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì Ngài là tiên tri và biết Thiên Chúa đã thề hứa với Ngài sẽ cho một người trong dòng dõi Ngài ngồi trên ngai vàng của Ngài, nên thấy trước Ngài đã nói về việc Chúa khi tô phục sinh vì người không phải bị bỏ rơi trong cõi chết và xác người không bị hủy diệt. Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã cho sống lại. Chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. Đó là lời chúa. Ta ơn chúa. Xin bảo toàn con lạy chúa vì con tìm nương tựa chúa. Xin bảo toàn con lạy chúa vì con tìm nương tựa chúa. Con thưa cùng chúa. Ngài là chúa tê con, chúa là phần gia nghiệp và phần chen của con Chính Ngài nắm giữ văn mang của con Xin bảo toàn con lấy chúa vì con tìm nương tựa chua Con chúc tùng chua vì đã ban cho con lời khuyên bao. Đó là điều lòng con tư nhu cả những lúc đêm khuya con luôn luôn đặt chúa ở trước mặt con vì chúa ngự bên hữu con con sẽ không nao nung xin bảo toàn con lại chúa vì con tìm nương tựa chúa bờ thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỷ ngay cả đen xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phù Cũng không để thanh nhân của Ngài thấy sự hư na Xin bảo toàn con lại Chúa Vì con tìm nương tựa Chúa Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhang, Sự khoa lạc bên tay hữu chúa tới muôn muôn đời. Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa Alleluia, Alleluia Đây là ngày Chúa đã thực hiện Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó Alleluia Tin mừng Chúa giêsu kitô theo thánh mắt theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa khi ấy các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ chúa và này chúa giêsu đến gặp các bà người nói chào các bà các bà liền lại gần ôm chân người và phục lại bây giờ chúa giêsu bảo các bà đừng sợ hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về galilea rồi ở đó họ sẽ gặp ta Đằng khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra các thượng tế liền họp với các kỳ lão và sau khi đã bàn định họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông nếu việc này đến tay tổng trắng chúng tôi sẽ thương lượng với ông không để các anh phải phiền hà đâu bọn lính kinh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời, chua. lời chúa lạy chúa Tô ngợi khen chúa niềm vui trong đấng phục sinh. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay bắt theo chương 8 câu 8 suy niệm các phụ nữ đã từng gặp gỡ và đi theo Chúa Giêsu họ biết và yêu mấy ngài cái chết của ngài khiến họ đau buồn dường như tuyệt vọng trong nước mắt họ đã đến mộ Chúa mà than khóc Gioan chương 20 câu 11 họ chứng kiến đất rung chuyển dữ dội họ thấy thiên thần Chúa báo tin, Ngài đã trỗi dậy và không còn ở đây nữa. Thế nhưng, bấy nhiêu đó không làm cho họ vơ đi nỗi buồn và lo sợ. Chỉ đến khi Đức Giêsu phục sinh thân hành hiện ra với họ và Chào các chị em! Lúc đó bao nhiêu cảm xúc thân thương ùa về, niềm vui gặp đấng phục sinh chua tan mọi nỗi đau buồn sợ hãi. Họ hứng hở vội vã về báo tin cho anh em để chia sẻ niềm vui và lời nhắn của đấng phục sinh hẹn gặp họ ở Galile để tham gia vào sứ mạng mới loan truyền tin vui phục sinh mời bạn nhà con trùng học Jean Fabre người đã gặp Chúa trong việc nghiên cứu của mình đã từng khẳng định rằng sau hơn 30 năm quan sát và nghiền ngẫm tôi không còn nói được là tôi tin vào Thiên Chúa, mà là đã gặp thấy người. Quả thật, chỉ nơi những người có kinh nghiệm, cá vị gặp gỡ Thiên Chúa, niềm vui ấy mới lâu bền, vượt trên mọi thử thách. Bạn đã cảm nghiệm Đức Kitô Phục sinh hiện diện trong cuộc sống của bạn và trao cho bạn sứ mạng nào? Sống lời Chúa, bạn chia sẻ, cảm nghiệm niềm vui phục sinh nơi bạn cho một người sống gần bên bạn bằng một cái chỉ thân ái, bằng tinh thần lạc quan vui tươi và một việc làm bác ái. Cầu nguyện. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Xin Chúa Kitô phục sinh, xin ban niềm vui của Chúa phục sinh cho nhân loại và cho từng người chúng con khi chúng con kết hợp với Chúa. Amen suy niệm lời Chúa hàng ngày. Tấm gương tại một ngôi làng nhỏ ở ven biển ấy Nhĩ Lan có một cặp vợ chồng ngư phủ nghèo, nghèo đến độ trong nhà không có một cái gương soi mặt. Trong làng chỉ vỏn vẹn có một cái quán nhỏ cung cấp lương thực và những gì cần thiết cho việc đánh cá. Một ngày nọ, người chủ quán ngạc nhiên vô cùng khi bắt gặp người ngư phủ già cầm lấy một vật gì đó trong tay vừa xoay xung quanh vừa thổn thức rồi từ đó người chủ quán nhận thấy người đánh cá trở lại quán của mình thường xuyên hơn và cũng lặp lại ngần ấy động tác ráng theo rình rập và lắng nghe những gì người ngư phủ già than thở người chủ quán mới thấy ông già đưa cái gương soi mặt và thèo thào ba ơi ba ơi thì ra cả đời người ngư phủ già chưa bao giờ nhìn thấy mặt mình trong gương Nhìn thấy mặt mình trong gương lần đầu tiên, ông ta tưởng đó là cha của mình. Người chủ quán quá cảm động đã tặng cho ông già tấm gương. Lão hâm hở mang đi và từ đó cứ mỗi lần rảnh rỗi, lão đưa tấm gương ra nhìn vào và nói chuyện với cha mình. Tất cả chúng ta đều sống cho một gương mặt. Và gương mặt duy nhất mà chúng ta không bao giờ thấy đó là gương mặt của chính chúng ta. Chúng ta có thể hiểu biết tất cả nhìn thấy tất cả trừ gương mặt của chúng ta và ngay cả trong một tấm gương chúng ta chỉ nhìn thấy mình theo một hình ảnh đảo lộn. Chúng ta chỉ có thể biết mình, chúng ta chỉ có thể khám phá được chính mình nhờ những người khác và nhờ ở chính hình ảnh mà họ có thể cho chúng ta thấy. Vậy đâu là tấm gương đích thực để chúng ta có thể biết mình hoặc biết mình phải như thế nào? chúng ta đừng vội vã cười hai vợ chồng ngư phụ trong câu chuyện trên đây kể từ khi ngôi hai nhập thể làm người có lẽ họ là người có lý bởi vì họ biết nhìn thấy trong gương một cái gì khác hơn chính mình nói như thánh phaolô phần chúng ta chúng ta không che mặt chúng ta phản chiếu vinh quang của chúa như một tấm gương vì chúng ta được thấy mình biến đổi nên giống hình ảnh ấy mỗi lúc một rực rỡ hơn bởi vì quyền phép thánh linh của Chúa. Mỗi người Kitô phải là tấm gương phản chiếu chính hình ảnh của Đức Kitô. Cuộc sống của họ phải là một phản ảnh của cuộc sống Đức Kitô. Bài trích sách lẽ sống.